lời để cạn niềm yêu mến anh. Phút gần gũi này thôi, khuya nay anh đi rồi, tay nắm tay không rời, mắt ngắm xa chân trời mà lòng nghe luyến thương hoài. Anh ơi chớ quên ngày mai đã có em chờ anh, chung xây đẹp ý đời tương lai e ấp trên môi, yêu nhau ta thầm nói nụ cười trao duyên mới ước vọng để mà vui. Khuya nay anh đi rồi, đem chí trai xây đời, đem mến thương cho người người đợi chờ anh. Cạn niềm yêu mến anh, phút gần gũi này thôi, khuya nay anh đi rồi, tay nắm tay không rời, mắt ngắm xa chân trời mà lòng nghe luyến thương hoài. Ta thầm nói nụ cười trao duyên mới ước vọng để mà vui. Khuya nay anh đi rồi, đem chí trai xây đời, đem mến thương cho người người đợi chờ anh. Đem chí trai xây đời, đem mến thương cho người người đợi chờ anh. Vậy đó, dù lời hứa tương lai đã để lại cho kẻ đợi chờ, nhưng những nẻo đường thiên lý. Để nói riêng về tiếng hát của Âu Thiên Dũ trước, thì cô Y Lan vẫn nghe là không hề có một chút gì để mà chê trách. Tuy nhiên hình như là cô vẫn còn cảm thấy là thiếu thiếu cái phần cảm xúc. Thu Hồng cũng thế cưng. Cô nghe trong bài hát này thì cô thấy Thu Hồng hát rất là đều đặn, một cái cảm xúc mà cho cô có cái sự là êm ả. Nếu mà em có một cái cơ hội đi sâu hơn thì Thu Hồng để ý cho cô lúc thăng lúc trầm của bài hát đó, nó mang nhiều cảm xúc hơn đến với cái người nghe. Điều đó nó cũng là một điều điểm lợi cho tiếng hát của một người ca sĩ. Cô chỉ xin chia sẻ điều đó với Thu Hồng mà thôi. Chúc mừng hai em. Thu Hồng ơi, em ca rất là có hồn, có nhập tâm lắm, anh biết. Nhưng mà những cái nốt lên cao xuống thấp đó, không có
chuẩn cho lắm. Chẳng hạn như em lên cao, em bị nó lơ lớ chút xíu và em xuống thấp là nó không có tới. Nha, cẩn thận đi. Cảm ơn anh ạ. Về Vũ thì Quỳnh thấy là ca rất là tròn trịa và đều đặn. Nhưng mà cái nhạc phẩm này nó rất là khó ca lắm. Nhưng mà em trình bày rất là hay. Cảm ơn em. Nhung nói về Âu Thiên Vũ. Nhung thì Nhung nói thẳng luôn là Nhung nghĩ là anh hát giống quá giống một người. Thành ra ở đây chúng em muốn là cái riêng của mình. Khoan, Nhung thì... nói một cái. Tại vì chất giọng là mỗi người là trời cho. Em không thấy nào em sửa được. Thành thử cái chuyện đó không thành vấn đề. Thí dụ như nếu mình có đi tiếp, mình theo cái con đường này á, thì mình phải cố gắng tìm cái riêng cho mình. Còn cô Thu Hồng thì là em là cái chất giọng ngọt ngào rồi, nhã chữ thì cũng ok, không có cái gì để mà chê em. Nhưng mà ở đây á, là nhắc nhở em là cái những cái câu cuối của em lúc nào cũng bị thiếu hơi á. Nên em phải cố gắng, em phải tập lại. Vậy thôi, chúc mừng em rồi. Chúc mừng các anh em. Cảm ơn em Nhung. Một chiều cuối tuần, mưa bay lất phất và mây gió lãng xa. Em đến thăm anh và vì mưa mãi nên không kịp về. Nhỏ ánh mắt mộng mơ, sợ người yêu khóc khe khẽ bên tai anh kể chuyện ngày xưa. Chuyện xưa kể rằng trên tiên giới ấy ngày vui kết hoa đăng, thiên quốc đang vui. Một nàng tiên lỡ làm rơi ly ngọc ngà, đang say nên trời bèn đọa đầy nàng xuống dưới trần gian. Làm người dương thế không biết bao lâu mới cho quay về trời. Trần thế thương kiếp sống phong sương, nên dù rằng một hôm thiên sứ trời sai hôm mây hồng làm xe đưa tiền về. Tiên nói dối, tiên còn đang giận trời và tiên không về đâu. Tiên giáng trần không đôi cánh trắng, giờ đang ngắm mưa rơi. Đang đứng bên anh thầm cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi, lỡ mà trời gọi về thì tiên có về không? Mỉm cười em nói, tiên thích dương gian với chiều mưa thật nhiều. Trần thế thương kiếp sống phong sương, nên dù rằng một hôm thiên sứ trời sai gom mây hồng
làm sẽ đưa tiền về. Tiền nói dối, tiền còn đang giận trời và tiền không về đâu. Nàng tiên dáng trần không đôi cánh trắng, giờ đang ngắm mưa rơi. Mà trời gọi về thì tiên có về không? Mỉm cười em nói, tiên thích dương gian với chiều mưa thật nhiều. Mỉm cười em nói, tiên thích dương gian với chiều mưa thật nhiều. Với trường hợp của anh chị Ý Lan và Vũ Khanh đây, sau hàng chục năm như thế thì em hỏi rằng là cái kỹ thuật vào đôi đó, lúc đó mình có phải ngụy tạo tình cảm không anh? Chúng tôi vẫn được một nhà báo đã tặng cho chúng tôi là đôi tình nhân của âm nhạc. Và mỗi một lần lên sân khấu hát, cái cảm xúc của chúng tôi nghĩ vẫn cái câu đó, mình sống thực với nhau, đúng là đôi tình nhân của âm nhạc. Hôm nay tôi thấy Quỳnh Như càng ngày càng hay. Vừa rồi là một dấu hiệu cho Tùng Anh mạnh dạn hơn, tiếp sức nhau để mà hoàn hảo một bản nhạc. Đó là cái điều mà hết sức là đẹp. Thì tôi nhớ đến Ý Lan cũng làm dấu cho tôi để nhắc nhở một vài điểm nào đó, thay đổi trên sân khấu mà không phải ngưng lại. Cái điều đó là rất hay, rất là vui. Vâng, xin cho Ý Lan được tiếp lời anh Khanh. Thì trong màn trình diễn này, cô Ý Lan thật sự là hoảng hồn luôn đó. Quỳnh Như, khi mà con hát cái bài hát này, cái câu hát đầu tiên cất tiếng lên là nó làm cho vang dậy cả một trời yêu thương mà nó trong sáng, nhưng mà nó có một cái chiều sâu và nó đọng lại ở trong tiếng hát và phần trình diễn của Quỳnh Như. Cho nên cô biết chắc rằng là Quỳnh Như đã học bài rất là kỹ. Tùng Anh là một giọng nam ấm lắm, tuy nhiên hơi bị tù bởi vì cái tông. Khi mà chạy chương trình thì nghe Tùng Anh xuống những cái nốt trầm, những cái nốt thấp trong bản nhạc nó không tới thì thực sự là rất là lo. Và cũng có nói với Tùng Anh, Tùng Anh nói thực sự đây không phải là tông của em, và nhưng mà đây là hát đôi, thành ra là em sẵn sàng để mà nhường bước cho Quỳnh Như, để cho giọng của Quỳnh Như thật là tròn, thật là đẹp, rồi em sẽ tự xử bản thân em sau. Ý Lan hiểu cái điều này vô cùng. Mỗi khi cô Ý Lan hát với chú Vũ Khanh là cái ánh mắt chúng tôi trao cho nhau, đó là những cái giây phút, những cái khoảnh khắc mà chúng tôi bảo với nhau rằng là mình hát đôi là mình có sự nhường và nhịn cho nhau. Cho nên bài hát này phải nói rằng là tuy trong cái giọng hát của Tùng Anh nó có cái sự kém đi theo với sở trường riêng của mình, nhưng nó đong đầy tất cả những tình cảm rất là đẹp. Thôi thì chúng ta còn nhiều cơ hội khác nữa để chúng ta tỏa sáng cho phần trình diễn của mình. Ý Lan cũng như là anh Vũ Khanh, ban giám khảo trên này chưa được nghe anh Thái Châu nói. Thế nhưng mà chắc là anh Thái Châu cũng là một cái người rộng lượng và hiểu được những hy sinh của người đàn ông như thế nào, phải không anh? Giờ trước hết là hai thí sinh nên vỗ tay khen cho cô Ý Lan khéo quá đi. Chưa gì nói như thế làm sao mà chê được. Một cái tiết mục mà nam mà hát song ca với nữ đã là cái sự hy sinh to lớn rồi. Cái bài hát này nhạc sĩ viết cái cung trưởng, cái cung trưởng khó mà hát cho nó tình cảm lắm. Phải là đẳng cấp như thế nào, mình học bài như thế nào thì cái tâm tư mình mới thể hiện được. Nhưng mà thật là bất ngờ cho tôi, Quỳnh Như tuyệt vời quá, hôm nay hát rất là tốt. Và cái nhã chữ, cách sắp xếp hát nhã chữ cũng rất là hay. Nói chung là rất là khen cái tiết mục của Tùng Anh và Quỳnh Như.
Vâng, xin cảm ơn quý ban giám khảo và xin cảm ơn, chúc mừng hai thí sinh. Miu. Miu nhìn kìa. Chẳng phải anh chàng thợ sửa khóa mình đã gặp trước đây sao? Từ lúc nào anh ta lại trở thành gã treo đò dưới chân cầu Ô Thước? Khi nhìn đến hình ảnh con đò không bến đỗ trên một dòng sông không trôi, tôi lại nhớ đến một làn hơi khác, đóa phượng đỏ trên sóng Ninh Kiều. Nhưng đêm nay cô ấy ở đâu cơ chứ? Cô ấy ở đâu mà để mặc sông không trôi? Cô ấy ở đâu mà để mặc người đàn ông vẫn ngồi chờ trên chuyến đò không người như vậy? Đi, tôi nghĩ mình nên đi thôi. Nên để cho anh ta một khoảng không tĩnh mịch để hòa tiếng tơ lòng trong viễn mộng. Ta đi đi. Một câu nói mà rồi biết đi không một...
một lần hé môi. Từ nay duyên kịp tìm trong mộng thôi. Gió thu lạnh giá, bao nhiêu lá la bấy nhiêu cơn sầu đông. Cánh thư ban đầu ấy chết trong lòng dây nhắc bao kỷ niệm buồn. Đừng trách người đi sau lối nhịp đàn, tình chi đẹp khi ai ân không tròn. Một lần vào thu là lần băng giá khơi sau tâm tư. Khơi sau tâm tư. Hôm nay chúng ta lại được ngắm nhìn anh thợ sửa khóa Âu Thiên Vũ trong một cái nhân dáng hoàn toàn khác lạ. Và cũng xin thưa với ban giám khảo cùng với tất cả quý vị, một bên tay trái của anh Âu Thiên Vũ là không nghe được, thành ra là anh nghe chỉ được một bên tay phải thôi. Âu Thiên Vũ ơi, cái vấn đề mà về cái tai nghe xảy đến từ bao giờ vậy? Dạ cũng bắt đầu từ cuộc thi bán kết. Trời ơi, tức là mới đây lắm dạ. Thôi Bị đau một bên cổ và lên trên bên đây thì nó ù một bên, cái cảm âm của mình không có được nhiều, cho nên Vũ hát bằng cái cảm xúc. Nếu đang chỉ nghe được một tai mà hát không phô một nốt nào, cái điều này là cái điều mà tôi, Y Lan ngồi đây nãy giờ nghe rất là cảm phục. Dạ anh xin lỗi anh. Nếu mà đã cho Y Lan nói chuyện rồi thì Y Lan nói luôn về vấn đề của Phượng Kiều. Bài hát này Phượng Kiều hát tròn chỉnh đấy. Tuy nhiên mỗi khi em lấy hơi đó là em phải gồng cái người em lên như vậy để em mới bắt đầu câu hát, thì câu đó nó hơi phí đi cho cái sắc đẹp, cho cái sự tươi tỉnh của một người phụ nữ như em. Mình nhẹ nhàng đi. Đương nhiên bài hát nó có những cái lúc đau buồn, rồi những lúc lên, lúc xuống, nhưng mà cũng có những cái lúc hạnh phúc trong một câu, hai câu nào đó để mình tỏa sáng cho mình nhá. Rồi người kia còn đang hát mà em đã để sẵn rồi, rồi em mới hát, nó mất đi cái cảm xúc của cái người xem và người nghe, thành nó hơi uổng. Thì đây là những cái chia sẻ mà cô Y Lan chỉ cho em. Câu của mình là chưa đến thì em cứ lặng lặng đến câu của mình đưa lên, lúc đó mình hãy hát nhé. Cảm ơn cho phần trình diễn của hai thí sinh vừa qua. Thì Giao Linh thấy là Thiên Vũ hát rất là hay, nhưng mà đúng như là Quý Bình nói, có những cái lúc mà xuống đó thì nó không có được tròn. Đối với Giao Linh đó, cái điều đó cũng không có gì mà để mà không khắc phục được. Thì Vũ chỉ cần uống thuốc xong rồi hát lại thì Vũ sẽ làm được những cái gì Vũ sẽ thành công. Phượng Kiều thì Phượng Kiều có một cái giọng hát rất là tròn, rất là rõ lời, cũng giống như cô Y Lan nói. Thì Giao Linh cũng khuyên là mình khi ra sân khấu đứng trước khán giả, mình hãy thật là tự tin, khi nào tới phần của mình là mình cứ thoải mái mình hát nha Kiều nha. Từ đầu tới bài hát đó thì thấy cả hai người luôn, làm như là chưa có nóng máy. Khi mà Vũ cầm cái lá thư hát á, nó còn gò bó từ cái phong cách mình hát lẫn tới cái sự mà cái chất giọng của mình cho ra một cái âm thanh, nó có một cái gì đó hơi lo lắng và nó không có thoải mái. Riêng Kiều đó, cái đoạn mà gần coda đó em bị hơi bị chinh phô một chút xíu, cố gắng để mình để ý đó, mình hát không được lơ đẳng bất cứ một đoạn nào hết, mình phải chú ý để mình hát cho nó trọn vẹn cái bài hát. Mà từ sau khi giăng tấu, Vũ với lại Kiều rất thoải mái mà hát tuyệt vời hơn cái đoạn đầu.
Tại sao? Tại sao lại như vậy? Ánh sáng nơi vườn địa đàng này đâu rồi? Những chuyện tình và những nhân tình đã đi đâu hết cả rồi? Tại sao trên cùng một chiếc cầu mà người ta không đến được với nhau? Tại sao những bản nhạc tình cứ phải chịu những tiếng đất buồn? Và tại sao những người tình cứ phải chịu cảnh biệt ly? Có phải chăng tại lời nguyền đã giáng lên Adam và Eva thuở trước, khiến họ yêu nhau hồn nhiên si cuồng đến rơi cõi thiên đàng? Nhưng dẫu lời nguyền đó có giáng xuống, dẫu có đau, dẫu có sinh tử biệt ly, dẫu có nhịp cầu quá xa mà đường trần sao quá ngắn, vẫn xin được chữ vẹn một lời nguyền để mãi mãi đắm say yêu như tình đầu và đau như tình sau cuối. Đời thì như chiêm bao, khi yêu nhau biến ra sao ngày sau. Tình đầu thường lên men đau, nên đôi khi trái tim như nhỏ máu. Đầu tình nào đoạn đến phút cuối, bẽ bàng rồi lòng chất ngất tiếc nuối. Thì tình đầu chỉ còn trong kỷ niệm mà thôi. Làm sao ta có đôi? Em ơi, em đâu rồi? Mộ bia để tên em đó sao? Anh ơi, anh đâu rồi? Để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau. Đời chỉ là những thương đau, tình đầu hay tình sâu, hay cơn mơ không biết đến bao lâu. Chỉ là cơn mộng thôi, mà người đời được nhìn cơn mộng trôi. Lúc bỡ ngỡ, lúc gắn bó và có lúc sóng gió. Mà tình thì rất mong manh, khi ta yêu trái tim ta mộng xanh. Dù tình đẹp như trong tranh, nhưng tranh xuống vẫn không như lòng muốn. Quá bát ngát mà đời trần thì vẫn quá bát ngát, thành một đời người chỉ toàn ôm chắc chờ mà mơ. Làm sao ta có đôi? Em ơi, em đâu rồi? Mộ bia để tên em đó sao? Anh ơi, anh đâu rồi? Để tình đầu là tình
làm sao ta có đôi. Em ơi, em đâu rồi? Mộ bia để tên em đó sao? Anh ơi, anh đâu rồi? Để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau. Anh ơi, em đâu rồi? Để tình đầu là tình cuối đau. Văn Vĩnh có một cái tiếng hát nó lạ, nhưng nó vẫn man mác đâu đó những thơ mộng mà trong nhạc bolero chắc chắn là luôn luôn phải có. Chúc mừng Văn Vĩnh rất là nhiều trong bài hát này. Và Thu Hồng, trong bài hát này tôi lại nhìn thấy ở trong Thu Hồng có cái sự hơi cố gắng ở trong những cái nốt cao. Nhưng tôi phải khen Thu Hồng một chỗ, cái đoạn lên tông bài hát không hề có âm nhạc, Thu Hồng đã tự động nhớ âm nhạc trong tai mình, trong tim mình, và đã thốt lên cái nốt nhạc đầu tiên trúng ngay phốc, không chênh không phô, rất là đẹp. Thu Hồng có một cái tiến bộ rõ rệt qua từng mỗi vòng thi, cái giọng hát rất tốt, và cũng như Ý Lan khen, lên tông âm nhạc có sẵn trong tim nhớ để mình lên không bị chênh phô. Thu Hồng làm được điều này, một lần nữa khen ngợi Thu Hồng. Quý vị cho Thu Hồng một tràng pháo tay. Và Vĩnh như thế này là Vĩnh ơi, trong cái bài hát này Vĩnh hát có nhiều chỗ chưa có chắc, đã nhận bài hát rồi làm phải dốc tâm để làm, học cho nhiều vô hát, hàng ngày hát cho nhiều vô thì nó sẽ thấm, và đồng thời những cái tune của mình nó không có bị chênh vênh. Cái bản nhạc vừa rồi mặc dù là cái giọng ca rất là tốt, rất là khỏe, nhưng sự cảm xúc hình như nó đi vắng. Cho một chút tình cảm xúc động trong bản nhạc này nó sẽ hoàn hảo hơn, thưa Hồng nhé. Nguyễn Văn Vĩnh, Vĩnh không biết có giống tôi không, có vẻ nhát gái lắm, thế nhưng mà cảnh quá đẹp như thế này, Vĩnh cần phải cảm xúc hơn nữa, thì Vĩnh sẽ đưa cái bản nhạc này tuyệt hảo hơn. Mỗi lần tôi hát bản này với Y Lan, tôi khó cầm được nước mắt, là bởi vì cái lời nó quá hay. Em ơi, em đâu rồi? Làm sao anh hôn lan tóc rối? Anh ơi, anh đâu rồi? Làm sao ta có đôi? Em ơi, em đâu rồi? Mộ bia để tên em đó sao? Em ơi em đâu rồi? Để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau. Tôi nhất định tôi không tiếp theo lời của anh Vũ Khanh. Bây giờ tôi mới hiểu cái câu mà anh ấy thích là mộ bia để tên em đó sao, anh chủ tôi à? Đúng là lúc anh Văn Vĩnh hát cái câu đó là mộ bia để tên em đó sao, nó rất là đau đớn. Còn mà như anh Vũ Khanh, mộ bia để tên em đó sao, nghĩa là em thấy nó rất là hào hùng và phấn khởi ạ. À, anh ơi là anh. Từ giờ trở đi đó mà đến cái câu này anh cho em hát là nó yên ổn. Thôi được anh rồi. Anh ơi, anh đâu rồi, mộ bia để tên anh đó sao? Mà em cũng cười nữa, em cũng sẽ cười nữa. Tại sao này nó nham hiểm vô cùng. Để giám khảo Giao Linh ạ. Những gì nói thì Ý Lan, Vũ Khanh và Thái Châu đã nói hết rồi. Nhưng mà theo nhận xét của Giao Linh, nếu mà ngân thì Vĩnh ráng ngân cho thẳng ra, mình đừng có chinh, thì Vĩnh sẽ rất là thành công. Giao Linh rất là thích giọng hát của Vĩnh. Và kế đến là Thu Hồng. Trong đêm nay thì Giao Linh thấy Thu Hồng là một người hát rất là hay, nhưng mà trong cái giọng hát đó thiếu chút xíu cảm xúc. Thì nếu mà Hồng thêm cảm xúc vô giọng hát của mình,
Hồng sẽ thành công rất là nhiều. Chúc mừng Hồng và Vĩnh. Cứ ngỡ rằng đêm hôm nay giữa vùng địa đàng của tình ái này, đáng lẽ chúng ta phải được nhìn ngắm những cặp tình duyên nên đôi, những lời thủ thỉ và những điều óng ánh mỹ diệu nhất của ái tình. Có ai mà ngờ sao vườn địa đàng lại lắm gió giông đến như vậy. Nếu một mai chúng mình cách trở đôi nơi, thì anh chàng bán kẹo kéo như chàng Trương Chi nghèo khó sẽ mộng với hái sao trời mà cầm tay Ảnh Nguyệt Lê Trinh. Ngay trong giây phút chinh phục mũi tên oái oăm của vị thần tình ái, lòng gã trai nào lại không run rẩy bởi nỗi lo sợ thất bại biệt ly. Thôi thì cứ yên bình đi, cứ yêu đi, cứ nắm tay nhau đi. Bởi nếu phải một ngày biệt ly, ân phước của những kẻ yêu nhau, đó là ta biết chắc lòng can trường của ái tình chấp nhận những chiều mưa về sau. Dẫu mắt kia có đổ cay, thì ta vẫn nguyện để tang nhau suốt một đời. Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau, nhìn mưa trên phố em có thương sâu, có nghe cay mắt chiều mưa đổ, có nghe lòng xót xa đau, hay em vội quên ngày đó. Còn ai đưa đón trong đời? Vẫn biết yêu em yêu nhiều lắm, nhưng tình ta mãi còn trái ngang. Anh ơi, đừng nói làm em sợ và rồi cách chờ em để tàng anh suốt cuộc đời. Nếu lỡ chúng mình hai đứa hai nơi, làm sao anh sống khi mất em rồi? Vắng anh đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết anh thôi. Thề yêu anh yêu mãi muôn đời. Chúng mình hai đứa chia phôi, đời em con gái đã lỡ yêu rồi. Vắng anh em biết còn ai nữa, những khi hờn dỗi xa xôi, còn ai đưa đón trong vẫn biết yêu em yêu nhiều lắm, nhưng tình ta mãi còn trái ngang. Anh ơi,
và dùi mình cách trở. Em để tặng anh suốt cuộc đời. Nếu lời chúng mình hai đứa hai nơi, làm sao anh sống khi mất em rồi? Vắng anh đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết anh thôi. Thề yêu anh yêu mãi muôn đời. Vắng em đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết anh thôi. Thề yêu nhau, yêu mãi muôn đời. Bất ngờ quá, bây giờ là mới dám ôm Lê Trinh, hình như đây là lần đầu tiên tại ôm chị Lê Trinh phải không em? Nói thiệt đi. Dạ, lần đầu tiên được ôm người phụ nữ đẹp lộng lẫy như thế này. Và đây cũng là câu nịnh đầm đầu tiên nữa quý ban giám khảo. Tập mấy ngày trời mà đến nỗi Toại nói là chị Trinh ơi, chị đừng nhìn em nữa. Vì cứ mỗi lần mà Trinh nhìn vô mắt Toại, Toại phá ra Toại cười. Cái hỏi anh sao kỳ vậy? Em mắc cỡ. Rồi bây giờ thì mới dám mãnh lực nào khiến cho em dám thò đôi bàn tay sần sùi của em ra mà ôm ngọc nữ Lê Trinh của chị như thế hả? Dạ con kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý vị khán giả có mặt tại phim trường. Thực ra để có cái động lực để em ôm chị Lê Trinh á, thật ra là cái bài hát này nó rất là cảm động. Nhạc sĩ Tú Nhi đã sáng tác một bài hát rất là hay, và nếu mà thật sự nếu không làm như thế thì không thể nào biểu lộ hết được cái cảm xúc trong bài hát này. Nên là em cũng cố gắng nhập hồn vào bài hát để thể hiện ca khúc cho tốt nhất mà có thể. Và hình như đây cũng là đêm thi đầu tiên mà Toại hát mà không có cái xe kẹo kéo bên cạnh, mà bên cạnh lại là một người đẹp. Vậy thì cái cảm giác hát với cái xe kẹo kéo của mình và hát với một người đẹp nó như thế nào Toại? Dạ tại đầu chương trình tới giờ em thi hai vòng đóng dây nghèo không à, bị bồ bỏ không à. Thì hôm nay cũng gần như bỏ chứ chưa có bỏ, nếu mà suy nghĩ tương lai có bỏ hay không á. Nên là cũng thấy mình cũng được an ủi chút xíu. Trước hết thì cho anh nói về Toại nha. Cái bài hát này á, cần cái cách mình hát nó nhả cái chữ ra cho nó mềm chút xíu. Mình hát cái chữ nó cứng quá thì cái tình cảm, cái mượt mà cho cái bolero này nó mất đi uổng lắm. Nhất là cái câu đầu: nếu lỡ chúng mình hai đứa hai nơi, chứ không phải là nếu lỡ chúng mình hai đứa hai nơi, nghe không hay. Phải nhớ học cho đúng cái nốt ăn tiền ngay cái câu đầu đó. Rồi về Trinh thì rất là khen em. Em tiến bộ qua mỗi một vòng thi. Em hát rất là tình cảm và nhả chữ rất là đẹp. Giọng hát rất là mượt mà. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Thật sự ra dòng nhạc bolero như là chú Thái Châu hát. Thì chú Thái Châu hát ra một cái thì tim cô Ý Lan muốn rạn nứt luôn. Tại vì nó mềm và nó rất là tình cảm trong cái cách hát của chú Thái Châu. Nhưng mà bây giờ nếu mà em hát giống như chú Thái Châu, em sẽ không thể nào làm được một cái công việc khai phá cho dòng nhạc bolero ở một thế hệ mà em đang sống, một thế hệ trẻ. Cho nên cô lại hoan nghênh cách hát của em trong dòng nhạc bolero này. Hồi nãy thì Ý Lan có nói đó, khi mà tôi cất tiếng hát lên, Ý Lan nghe ngọt ngào như vậy. Nhưng mà em mà bắt chước tôi thì nó cũng không hay. Mà chính bản thân tôi, nếu mà tôi nghe em bắt chước rập khuôn như tôi thì thôi đâu có cái gì mới nữa đâu. Giống cái người đó rồi thì đi tìm làm gì nữa, đúng không nè? Thì đó là cái để mà góp ý cho em đó. Mình có quyền copy những cái hay của từng anh chị ca sĩ mà mình thần tượng, nhưng mà chính cũng vẫn cái chất của mình. Và ngay cả cái sự phát âm của em làm cho cô Ý Lan lúc nào cũng thích vô cùng. Đặc biệt là bởi vì em trẻ tuổi,
Cho nên khi em hát, em có một phong thái riêng, rất là riêng. Với tôi, em có một giọng hát mới lạ. Em hát lại cái câu tình ta mãi còn trái ngang, để cho tôi có cơ hội chấm em đúng cái điểm của em. Vẫn biết yêu em yêu nhiều lắm, nhưng tình ta mãi còn trái ngang. Hay quá. Cái nốt ngang này là nó ngang thật anh ơi. Người ta viết nó ngang. Đó. Thưa quý vị, là bởi vì đôi khi những cái tiếng nhạc về kỹ thuật ở bên ngoài nó làm cho những người ca sĩ đôi khi bị thiệt thòi. Đó là lý do tại sao tôi muốn được em hát, để mà được chứng tỏ với quý vị là tiếng hát em vẫn còn có những cái giá trị của những dòng, những câu cuối. Xin chúc mừng Công Tòa. Cảm ơn chú. Tiếng hát của Lê Trinh, nếu ban tổ chức chủ trương đi tìm những viên ngọc của âm nhạc solo cùng bolero, thì đây là tiếng hát mà tôi đã chấm. Đó là tiếng hát của nữ ca sĩ Lê Trinh. Xin cảm ơn em. Xin cảm ơn những tình cảm mà quý ban giám khảo đã dành cho hai bạn thí sinh. Và cũng xin được chúc mừng hai bạn. Với những chuyện tình mà chúng ta vừa chứng kiến, tôi có một cái cảm nhận như thế này Miu à. Mọi chuyện tình đều rất đẹp, bất kể những cái kết biệt ly, đẹp cho đến tận cả những phút sau cùng, đẹp trong cái cách mà người ta chia ly, và cả trong cái cách mà mỗi người tình chọn cho mình để bước ra khỏi cuộc tình, đều rất đẹp. Và ngay cả cái thời khắc ấy, điều mà ta muốn làm cho người ta yêu dẫu không nên duyên, đó là trao trả lại hết tất cả những gì không thuộc về mình. Mùi tóc, làn môi và thư hồng, và tất cả những cuộc vui cũng xin trả lại cho người, để người tròn êm bước duyên. Hôm nay Giao Linh được nghe một cái bài hát mà Giao Linh đã là người đầu tiên cùng anh Thanh Phong hát Thu Thanh nhạc phẩm này vào 1970. Khánh có một cái giọng hát rất là hay, tròn chữ, mà những cái câu thấp của Khánh, nếu mà Khánh xuống trầm thêm một chút nữa, thì Giao Linh nghĩ là Khánh có một giọng hát perfect trong đêm nay. Chúc mừng cho Khánh. Và riêng Khánh Lam, thì Khánh Lam đã làm tròn cái bài hát của mình. Giao Linh cũng chúc mừng cho hai thí sinh cùng hát một bài song ca rất là hay. Xin cảm ơn. Đôi song ca bước ra đẹp đôi. Tôi muốn gửi đến tiếng hát của Duy Khánh hoàn hảo. Và tôi rất yêu tiếng hát này. Khánh Lam, những cái kinh nghiệm của một người ca sĩ tại nhà hát của Cần Thơ, bạn hát rất là hài hòa và rất là đẹp. Xin cảm ơn hai bạn và chia vui với hai bạn. Để nói về tiếng hát của Khánh Lam, thì tôi nghe được trong tiếng hát của em vang, rõ chữ. Nhưng em hát câu đời đời, em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên, thì em không hát rõ hai chữ đời đời đâu. Cái chữ đời trước nó hơi cao lên một chút, rồi cái đời sau em mới đúng tới cái nốt của em, cho nên nó hơi bị chênh một chút xíu ở cái chỗ đó thôi nhá. Còn nói tóm lại, bài hát này em hát rất là hay và trong sáng. Để nói đến Duy Khánh, tiếng hát của Duy Khánh rất là trầm ấm. Tuy nhiên, những nốt trầm ấm đó nếu mà được rõ hơn thì em sẽ tỏa sáng hơn nhiều lắm. Rất là thông cảm, tại vì mình hát với lại nữ thì mình phải ga lăng họ rồi, mình phải chịu nhịn nhục lại, mình hát thấp chút xíu, đâm ra những cái nốt thấp đó nó không có chắc, thành ra là không có đúng cái sức của mình. Nếu mà mình hát với nữ, mình chú ý những cái nốt trầm mình cho nó đừng có bị chênh vênh. Rồi cảm xúc của Khánh Lâm là rất là tốt. Mà Lâm để ý như thế này, mình mà cái khẩu hình của mình đó mà mình to quá đó thì cảm xúc nó không có tốt đâu. Mình vừa phải thôi là cảm xúc nó sẽ đẹp, và khẩu hình của mình nó cũng rất là đẹp nha. Góp ý cho hai bạn vậy. Dạ, xin cảm ơn nhà thiết kế. Xin cảm ơn quý ban giám khảo và xin được chúc mừng hai chị.
Miu nè, chúng ta vừa nói về những người tình bước ra khỏi những cuộc tình. Đàn ông thì trượng nghĩa, đàn bà thì tự tôn kiêu hãnh. Họ không đòi lại gì cho mình mà gửi lại trọn vẹn cho nhau để mà bước tiếp đường tình với người khác. Tôi chợt nghĩ, liệu rằng có quá thiệt thòi cho người đến sau khi mà phải tiếp nhận những ân tình thừa tự từ những người tình như vậy không, Hâm Yêu? Trái tim của người đàn bà chúng tôi á, như một châu lục. Mỗi cuộc tình có một vị trí, lãnh địa riêng, và mỗi người tình là một đấng minh quân, một vị vua, cai trị riêng một cõi tình trong trái tim của người đàn bà. Nếu nói như vậy thì những kỷ niệm và tuổi thanh xuân và cả những bức thư tình nữa, người ta mang trả lại cho nhau để làm gì? Người ta làm gì với những kỷ niệm này? Người ta sẽ hỏa thiêu những lá thư để rồi cứ thả đi, vì tàn tro sẽ bay theo gió, nhẹ tênh như vậy, như kẻ ở người đi. Kẻ ra đi cũng nguyện cho người ở lại, nhẹ tênh như tàn tro cột hương lửa cũ, để người về chua chát. Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Thank you.
kẻ chung tình. Tôi giận, tôi đã ngây thơ, đêm tình yêu hiến dâng người hề. Nên giờ tôi chẳng còn chi hôm nay. Ngọc Hương và Bố Hòa đã hát một bài hát đầy cảm xúc. Riêng Bố Hòa thì Du Linh nhận thấy là chắc có lẽ hơi khớp, thành ra có đôi chút và hơi rất nhịp ngay chính giữa. Thì Du Linh hy vọng là Bố Hòa sẽ khắc phục được. Và quý vị hát hôm nay đó như là một ca sĩ thật sự ở trên sân khấu. Giao Linh chúc mừng cho Vũ Hòa. Riêng Ngọc Hương thì Ngọc Hương hát rất là hay. Đối với Giao Linh, từ cái luyến lái, từ cái cách nhả chữ của Ngọc Hương và cái tự tin rất là nhiều trong cái lối trình diễn, thì Giao Linh cũng chúc mừng cho Ngọc Hương. Giám khảo Giao Linh là khen Ngọc Hương thì khen bạn ở một cái chỗ là vì hình ảnh rất là đẹp và hát giọng hát cũng thế, cái cảm xúc rất là tốt. Riêng Bửu Hòa như thế này nha, là phải nghe cái hòa âm cho nó kỹ để là cái nhịp của mình vào đúng. Hòa có chút xíu đó nên để ý nha, nhưng mà đoạn sau lại là đúng và lại cảm xúc lại dạt dào hơn đoạn đầu nha. Chúc mừng hai bạn rất là nhiều. Một cặp song ca nhân dáng đẹp nhất, tiếng hát của Ngọc Hương, tiếng hát trong sáng rõ ràng. Tôi không có gì để nói thêm nữa. Tiếng hát của Lâm Bửu Hòa, tôi thương bản như tính, như chính thương bản thân tôi. Tôi đứng hát với Ý Lan là tôi cũng bị thiệt thòi lắm, là bởi vì Ý Lan cao hơn tôi, mà tôi cũng không biết cách nào hơn. Khi mà Ý Lan giơ cái hai bàn tay ra để mà diễn đạt một bản nhạc là tôi khổ lắm. Anh cứ mặc cảm làm gì cái chuyện mà cao thấp. Em rất là hạnh phúc khi được hát với anh. Nhưng mà bạn lại có cái tướng, cái dáng của bạn đẹp, dáng cao. Tại sao mình dài thì mình lại thụt người mình xuống? Em thì em nghĩ này là anh Khanh ơi, Lâm Bửu Hòa cúi xuống mỗi khi mà đến gần với lại người đẹp, bởi vì muốn chứng tỏ cái sự ân cần trong tình yêu. Đó là một cái tính chất của một người rất đàn ông. Em nghĩ như vậy. Em hoàn toàn đồng ý với chị Ý Lan. Trong ca từ của Lâm Bửu Hòa, bây giờ tôi chẳng còn chi, thôi em cứ đi đi. Thì cái ngôn ngữ cơ thể của người đàn ông khi đó, cái sự tủi thân và cái đau ở trong lòng đó, dẫu có co rút lại cái form dáng của Lâm Bửu Hòa, thì chắc chắn rằng là các nữ khán giả của ta cũng vẫn muốn thay thế cho cô Ngọc Hương để mà an ủi người hùng của tôi lắm, thưa anh. Vậy thì nói tóm lại, tôi gặp một Ý Lan, tôi đã thua rồi, mà cầm thêm thiếu miêu thì tôi giơ tay xin hàng, không ý kiến. Xin cảm ơn. Bây giờ nói đến Ngọc Hương thì ở ngay ba cái chặng đầu đó thì Ngọc Hương hát một cách rất mạnh mẽ. Nhưng đặc biệt tối hôm nay, tất cả những dịu dàng, những ân cần trong tình yêu cần có, Ngọc Hương đã làm trọn vẹn bài hát này rất rất là đẹp. Xin chúc mừng cho Ngọc Hương. Xin được cảm ơn quý ban giám khảo và xin được chúc mừng hai thí sinh. Và kính thưa quý vị, vậy là sau một chuyến đi dạo vào vườn địa đàng tình ái với những nhịp cầu ô thước vỡ đôi hay nối liền mối duyên của họ, thì mọi cuộc tình và cũng như là mọi con đường đều phải đi đến một cái kết cục nào đó. Với điểm số là 38,75, nam thí sinh Đào Duy Khánh một lần nữa là thí sinh đoạt với điểm cao nhất đêm nay. Với số điểm đồng 39,25, và đây cũng là số điểm cao nhất ở bảng nữ.
xin được chúc mừng cả hai thí sinh Lê Trinh và Ngọc Hương. Với số điểm 38,5, chúng tôi xin được chúc mừng hai nam thí sinh cùng đồng số điểm, nam thí sinh Lâm Bụ Hòa và Vạn Âu Thiên Vũ. Số điểm 39, xin được chúc mừng thí sinh nhỏ tuổi nhất của chúng ta, Quỳnh Như. Nam thí sinh Tùng Anh là số điểm 38. Ba thí sinh còn lại, xin được chúc mừng Khánh Lạc. Hai giọng hát Thu Hồng và Phượng Kiều, xin mời hai bạn bước lên phía trước một bước. Với số điểm 37,75 và 38,25, rất tiếc phải nói lời chia tay với thí sinh Với đóa phượng đỏ trên sóng Ninh Kiều. Chỉ với 0,25 có thể quyết định kẻ thắng người thua. Ai trong số họ, anh chàng bán kẹo kéo hay Nguyễn Văn Vĩnh, ai sẽ nắm con số chênh lệch 0,25? Xin được chúc mừng Nguyễn Trang Công Toại.